Thưa quý vị, còn tại tỉnh Đắk Nông thì mưa lũ những ngày qua còn đang khiến đập thủy điện Đắk Ca phía trên thượng lưu sông Đồng Nai có nguy cơ bị vỡ rất cao. Việc mất điện thì đã khiến cho van xả bị kẹt. Từ chiều ngày hôm qua thì nước đã tràn qua mặt đập, trong khi nước lũ đầu nguồn vẫn đang tiếp tục đổ về. Từ chiều ngày hôm qua, ngày 8 tháng 8, tỉnh Bình Phước đã phải tổ chức di rời 200 hộ dân thuộc 4 xã chịu ảnh hưởng trực tiếp phía dưới con đập lên khu vực cao hơn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Cũng trong chiều ngày hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hai tỉnh Bình Phước và Đắk Nông đã có buổi làm việc với công ty thủy điện Đắk Ca để tìm giải pháp xử lý. Hiện nay, mực nước của công trình thủy điện Đắk Ca đang ở cao trình 477m, ứng với dung tích hồ khoảng 14 triệu mét khối. Cao trình đập 480,5m, cao trình mực nước Gia Cường 478,5m. Khả năng tháo lũ cửa tràn là 960m3 trên giây. Tuy nhiên, hiện tại do mất điện nên đã không thể vận hành được cửa van, kẹt cửa van và chỉ tháo với lưu lượng 70m3 trên giây. Trong lúc mưa lũ tiếp tục đổ về, từ chiều hôm qua, nước đã tràn qua đập gây sạt lở chân đập và có nguy cơ cao xảy ra vỡ đập, đe dọa nghiêm trọng an toàn dân cư khu vực hạ lưu thuộc các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng, đặc biệt trong điều kiện khu vực được dự báo còn tiếp tục xảy ra mưa lớn từ 80mm đến 100mm trong 24 giờ, có nơi trên 100mm. Chiều qua, tỉnh Bình Phước đã phát đi thông báo hỏa tốc đến các xã, thị trấn, thông báo cho người dân khu vực trũng thấp, hạ du của hồ chứa, sông, suối cần di dời lên vùng cao nhằm hạn chế tối đa tình trạng đuối nước hoặc lũ cuốn trôi tài sản vật nuôi, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng cục bộ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng ứng cứu, khắc phục kịp thời cho người dân khi có tình huống xấu xảy ra. Vâng, sự cố kẹt van xả thủy điện Đắk La ở huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông cho đến sáng nay thì vẫn chưa được khắc phục. Hiện đập thì vẫn an toàn, tuy nhiên nếu trong tình huống xấu nhất thì địa phương sẽ có thể phải cho nổ mìn ở phía bên trái hồ sát vách núi đá để có thể thoát nước. Việc này thì không làm ảnh hưởng đến thân đập mà vẫn có thể điều tiết nước. Trước sự cố vỡ đập thủy điện Đắk Ca của tỉnh Đắk Nông và Bình Phước, cho đến ngày hôm nay đã di dời được hơn 5.000 người dân đến nơi an toàn. Trong đó thì tỉnh Bình Phước di dời hơn 5.000 người, Đắk Nông di dời hơn 200 hộ, chủ yếu sống ở trong rẫy. Và để hiểu rõ hơn về tình hình mưa lũ và việc xử lý nguy cơ vỡ đập thủy điện này, chúng tôi đã kết nối điện thoại với ông Lê Văn Thị, Chủ tịch UBND huyện Đắk Lấp. Vâng, thưa ông Lê Văn Thị, tính tới thời điểm này thì tình hình mưa lũ đang ảnh hưởng như thế nào đến địa phương ạ? Trong những cái ngày qua, đặc biệt là ngày 7, ngày 8, thì tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện liên tục và là cái mưa rất là lớn. Có những lúc là lên đến 136mm tại cái xã Quảng Tín, Đắk Ru, do là làm ngập nhiều cái diện tích, rồi hoa màu, rồi là ách tắc đường giao thông một số đoạn trên địa bàn huyện. Trên số liệu thống kê thì chưa rõ nhưng mà cũng là khoảng cỡ là dưới 100 hộ bị ảnh hưởng. Đến giờ phút này thì không có cái địa điểm nào bị cô lập, các cái tuyến đường được thông suốt, và là hiện nay thì huyện đã là có những cái chế độ chính sách xuống thăm hỏi và cấp hỗ trợ gạo cho bà con khi là thiếu đói. Thưa ông, liên quan đến thủy điện Đắk Ca gặp sự cố về van xả tràn và có nguy cơ bị vỡ, thì tính tới thời điểm này các cơ quan chức năng đã có những xử lý như thế nào? Trên kia địa bàn huyện và giáp Bình Phước thì có cái thủy điện Đắk Ca. Mấy ngày qua thì do cái lượng mưa nó đột biến liên tục kéo dài, nó rất là lớn, do đó là cái mực nước về đập thì rất lớn. Bên cạnh đó thì có những cái sự cố làm cho là cái phải tràn không thông được, do là nó phải là nó sạt lở phía sau về cái thân đập và là gãy cái ống áp lực. Và hiện nay thì mực nước nó xuống so với cái mực nước hôm qua là khoảng 1,5m. Chủ đầu tư cái công trình thủy điện Đắk Ca là đang tiến hành các cái giải pháp để là làm sao là khắc phục được cái phải tràn, kéo cái phái tràn lên để là xả lũ theo cái quy định đồng chí ạ. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân huyện đã lên phương án như thế nào để đảm bảo các công trình thủy điện cũng như là hồ đập an toàn trong thời gian tới ạ? Về cái khuyến cáo đối với các cái công trình thủy lợi thủy điện, các cái nhà quản lý thì phải có cái dự báo và là
vận hành cho nó đúng quy trình, quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ạ. Còn phía huyện thì tập trung chỉ đạo các cái lực lượng, thứ nhất là di dời các cái hộ dân mà bị ảnh hưởng lên khỏi cái khu vực là nguy hiểm để là đảm bảo an toàn. Thứ hai nữa là khuyến cáo tất cả là các cái hộ dân không được là đi lại khu vực gần lòng hồ để đảm bảo an toàn ạ. Xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông. Thưa quý vị, tại tỉnh Thanh Hóa ngày hôm nay thì nước lũ sông Luồng lại tiếp tục lên cao, khiến cho cầu phao mới được các lực lượng quân đội lắp để vào vùng tâm lũ là bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn buộc phải tháo dỡ. Vâng, sau cơn bão số 3, bản Sa Ná gần như đã bị san phẳng, 5 người chết, 12 người mất tích cùng rất nhiều tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Đến nay vẫn còn 8 người chưa được tìm thấy. Trước những khó khăn người dân bản Sa Ná đang phải hứng chịu, việc hỗ trợ người dân bị thiên tai ổn định cuộc sống đang là điều vô cùng cấp thiết. Trận lũ kinh hoàng đã qua gần một tuần. Những người còn sống sót tại làng Sa Ná vẫn chưa hết bàng hoàng. 8 người mất tích trong nước lũ vẫn đang nằm đâu đó ngoài dòng sông Son. Hơn 30 ngôi nhà và toàn bộ tài sản của người dân đều đã trôi theo dòng lũ. Năm nay là 85 tuổi, thì qua sinh sống ở cái suối này là mấy năm nay là thấy là tổn thất nhất. Cái lũ trượt đổ lụt này là tàn phá nhất. Tổn thất nhất là tôi có 7 đứa cháu chết cái vụ này, mà mới được xác có một người lúc này thôi. Còn 6 người thì chưa được xác. Nói chung là năm nay là vì nước lũ lại cuốn trôi cả nhà, cả hết cả nhà, cả cửa, cả làng. Nói chung là còn tài sản gia đình thì mất hết, không còn có cái gì cả. Là mong nhà nước với qua quan tâm gia đình, giúp đỡ gia đình có nơi ăn trốn ở. Cách đó 800 mét, những ngôi nhà tạm xen ghép giữa các hộ gia đình đã được dựng lên trong khi chờ đợi xây dựng khu tái định cư mới. Với những gia đình có người thân bị chết, mất tích, có nhà cửa bị trôi, sập do mưa lũ, sẽ được cơ quan chức năng hỗ trợ 300 triệu đồng. Theo chính quyền tỉnh Thanh Hóa, chậm nhất đến ngày 30 tháng 11 năm 2019, các hộ gia đình mất nhà phải có nhà mới, ổn định chỗ ở. Ngoài ra, chậm nhất trong tháng 8 hoặc tháng 9 phải xây dựng xong điểm trường của hai bản Sa Ná và Son cho các cháu ổn định học hành.